Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 211, Biến sắc Chu Nguyễn Cảnh còn chưa dịch bước thì Chu Thập Cửu đã nhanh chân tới đỡ Chu Nguyễn Quý dậy. Sắc mặt Chu Nguyễn Quý hết đó lại trắng, không che giấu được vẻ đau lòng, gã nhìn Chu Thập Cửu nói, Tam đệ à, chu lão phu nhân nhíu mày, quở, thằng nhóc này, sao lại nhảy như thế hả? Quách thị đứng bên cạnh không màng cơ thể nặng nề nữa, vội đi tới đỡ chu Nguyễn Quý, xin quận vương gia đừng trách, lão gia uống say nên nói năng lung tung. Vừa nói nàng ta vừa quay sang sai bảo ma ma bên cạnh, đờ lão gia đi nghỉ đi. chu Nguyệt Quý không chịu đi, vẫn lôi kéo tay chu thập cửu, tam đệ à, hồi bé ta xấu bụng trộm ná của đệ, vì ta tưởng nữ của đệ bản chính xác hơn. Chu Nguyễn Quý vừa dứt lời, mọi người đều thở phào. Lâm Di nhìn Chu Nguyễn Quý, người đời hay bảo rượu vào lời ra, nói không cũng chỉ có vị nhị lão gia suốt ngày ăn không ngồi rồi này mới xem Chu thập cửu như huynh đệ. Nước mắt của Chu Nguyễn Quý lại trào ra, gã bắt đầu ngó nhìn xung quanh. May mà đây chỉ là tiệc nhỏ trong nhà, nếu là ở trong tộc thì không biết sẽ có bao nhiêu người bắt Chu Nguyễn Quý nhận lỗi nữa. Chu Nguyễn Quý dần bình tĩnh lại. Quách thị vội lau nước mắt cho trượng phu, thi thoảng ngừng đầu lên thì chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Nguyễn Cảnh và chân thị, thế là lại trở nên luống cuống. Lâm Di đi đến giúp, đưa trà giải rượu cho Chu Thập Cửu, Chu Thập Cửu đỡ Chu Nguyễn Quý uống trà giải rượu, sau đó lại cùng Chu Nguyễn Cảnh một trái một phải dìu Chu Nguyễn Quý về phòng nghỉ ngơi. Quách thị cũng dẫn người hầu vội vàng đi theo. Sắp xếp cho Chu Nguyễn Quý xong, mọi người cũng chẳng còn hứng thu uống rượu nữa. Chu lão phu nhân thấy mệt, để Lâm Di và Trân thị đỡ mình về phòng. Lần này Chu Nguyễn Cảnh không uống say, nên ở trong phòng Chu lão phu nhân hầu hạ bà ta với Trân thị, còn Chu Thập Cửu và Lâm Di thì quay về nhị tiến viện. Hai người rửa mặt chải đầu xong, Lâm Di lệnh người hầu ra ngoài rồi nhìn Chu Thập Cửu, Quận Vương gia, có nghe được tiếng gió gì không? Lúc Chu Nguyễn Quý tìm Chu Thập Cửu nói chuyện, vẻ mặt Chu lão phu nhân thoáng trở nên căng thẳng, Chân thị cũng không buồn vặn hỏi Chu Nguyễn cảnh nữa mà nhắc nhở gã đi ngăn cản Chu Nguyễn Quý. Dường như cả nhà Thẩm nương đã chuẩn bị sẵn sân khấu từ trước, bây giờ chỉ ngồi ngoài cười xem kịch vui. Chu Thập Cửu nói, ta sẽ bảo Nhạc phụ cẩn thận, nếu ở khoa đạo có động tĩnh gì thì phải cố gắng tránh đi nàng đoán chúng rồi. Lâm Di nhỏ giọng nói, là hoàng hậu nương nương à. Chu thập cửu tựa vào mép giường, ta vẫn chưa kể chuyện nhà mình với Nguyễn Nguyên thì phải. Chu thập cửu đang nói chuyện nhà bị đoạt tước khang quận vương lúc trước. Chu thập cửu không nói thì nàng sẽ không chủ động hỏi. Ai cũng có chuyện riêng không muốn tiết lộ. Huống hồ cha mẹ Chu thập cửu qua đời sớm nàng vẫn cho rằng đó là chuyện không thể động đến của Chu Thập Cửu nói tới chuyện buồn thì kiểu gì người ta cũng yếu lòng, mà Chu Thập Cửu lại chưa bao giờ cho phép mình mềm yếu. Chu Thập Cửu thôi cười, lúc Hoàng thượng có ý phục tước vị khang quận vương cho nhà, phụ thân ta lại vô tình lỡ lời, thế nên chẳng những không có tước vị mà đến tiền đồ cũng bị hủy. Nếu đã nhắc đến Hoàng hậu nương nương, vậy chuyện này ắt có liên quan tới Hoàng hậu chẳng trách vì sao Chu Thập Cửu lại tương tận chuyện năm đó phụ thân và huynh trường của Hoàng hậu chết thảm. Chu Thập Cửu nói, khi để hậu vừa thành thần, triều chính nằm trong tay đại thần phụ chính, Hoàng thượng muốn thu hồi quyền hành mấy lần xong đều không có kết quả, tức giận không lên triều nữa. Là Hoàng hậu nương nương khuyên Hoàng thượng bằng giá nào cũng phải dốc sức và quốc gia, đưa Hoàng thượng ra khỏi hậu cung. Lâu ngày mỗi lần Hoàng thượng vào triều thì luôn có Hoàng hậu đưa tiễn hoàng thượng đến dưỡng tâm điện, hoàng hậu cũng cùng ra cùng vào, hoàng thượng xử lý chính sự, hoàng hậu nương nương cũng ở dưỡng tâm điện bầu bạn. Những chuyện cũ này Lâm Di chỉ có thể nghe được từ miệng Chu Thập Cửu, bởi vì bất kể là ở tôn thất doanh hay trên tiệc rượu, thật sự chẳng có nữ quyền nào chịu nhắc đến. Lâm Di nói, dưỡng tâm điện là nơi hoàng thượng xử lý chính vụ, lần nào hoàng hậu nương nương cũng ở bên như vậy. Rất dễ bị người ta đồn là hậu cung tham gia chính sự. Chu thập cửu mỉm cười nhìn Lâm Di, khi đó Hoàng thượng thật sự cần người ủng hộ về mặt tinh thần. Tức giận bất mãn ngập trời mà không có chỗ phát tiết, chỉ mình người bên gối có thể giúp giải sầu, nên lúc ấy tình cảm của đế hậu rất sâu đậm. Hoàng hậu nương nương thông minh lại xuất thân từ danh môn, nhất định có khả năng đóng góp ý kiến cho Hoàng thượng, nói cách khác, Hoàng hậu nương nương chắc chắn đã tham gia chính sự. Giống như chuyện thủy quân phúc kiến, nếu năm đó kế hoạch toàn thắng hoàng hậu nương nương và nhà mẹ chính là công thần nhưng thủy quân đã thất bại thể là hoàng hậu và nhà mẹ bị xem là nịnh thần xúi dục hoàng thương bất kể thái hậu nương nương biết được bao nhiêu phần chân tướng năm đó thì lần này chuyện cũ của hoàng thượng bị đào lên ắt sẽ có người cố ý nói rõ đầu đuôi cho thái hậu nghe trong mắt thái hậu phụ thân và huynh trường của hoàng hậu chết không hề oan hoàng thượng vô can sai là ở thần tử đã phò tá hoàng thượng chu thập cửu nói năm ấy để hậu cùng ra cùng vào trong dân gian có truyền nhau bài đồng giao nhắc đến song thánh lâm di nghe tới đây thì mặt biển sắc song thánh trong bài đồng giao ám chỉ hoàng thượng và hoàng hậu ư đế vương được gọi là thánh song thánh tức là hai đế vương tuy đồng giao là chuyện tốt được dân chúng tan truyền nhưng với vua một nước thì kiểu gì cũng sẽ sinh ra tấn cấn chu thập cửu cục mắt trong mắt như ẩn chứa ý cười trong một cần hoàng thượng cùng con cháu tôn thất tề tựu đi săn có người muốn mượn miệng tôn thất nhắc đến bài đồng dao này văn thơ phụ thân ta trình lên với hoàng thượng đã bị thay đổi nhắc tới chữ thánh hoài nay quận vương gia đã lấy lại tước vị cho nhà cha chồng cũng được truy phong làm khang quận vương rồi trong đôi mắt trong trẻo của lâm di không có vẻ thương hại hay lo âu giống như người khác khi biết chuyện mà thay vào đó là sự ấm áp bình lặng tuy không thể lấy lại thứ đã mất nhưng dẫu sao bây giờ cũng coi như đã được đền bù chu thập cửu mim cười lâm di nói giờ hoàng hậu nương nương đã khỏi bệnh cảnh nhận cung lại thịnh vượng như xưa những kẻ từng hãm hại hoàng hậu nương nương hẳn đang rất bất an chắc chắn sẽ tìm cách áp chế nương nương mà nàng người đã giúp hoàng hậu nương nương khỏe lại đương nhiên sẽ đứng đầu mọn sóng càng không thể không kể đến quân công chu thập cửu lập được ở Phúc Kiến, cả việc Trần Gia mất trước rồi lại được phục trước. Một chuỗi chuyện xấu lại với nhau như thế, thật giống lúc Hoàng hậu nương nương bị thất sung. Lâm Di không nói nhiều về chuyện nhà nữa, sợ chu thập cửu thấy khó chịu. Ánh mắt chu thập cửu bất giác dịu đi, chàng vuốt suối tóc đen nhánh của Lâm Di, mặc dù ta không ngờ chuyện này lại đến nhanh như thế. Nhưng ắt sẽ có cách thôi có lẽ cũng chỉ Minh Chu thập cửu là còn bình tĩnh được vào cúc này. Lâm Di nhớ tại chuyện hồi bé, nguyện môi cười, hồi nhỏ, ca ca ta rất sợ xâm xét, cha đã dạy ca ca rằng, nam tử Hán phải kiên cường, khóc tóc như vậy còn ra thể thống gì nữa, bảo huynh ấy sau này hễ có tiếng sấm thì phải ra sân lắng nghe. Lúc đó ca ca tưởng thật, sợ đến nỗi tái mặt, tiểu tiêu thị còn vì thế mà khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Có điều từ đó trở đi, Kaka không còn sợ sầm đánh nữa. chương 212, Biến Sắc Chu Thập Cửu ôm eo Lâm Di kéo nàng vào lòng, thấp giọng nói vào tại nàng, Nguyễn Nguyên cười ta đấy à? Nào có, Lâm Di bật cười, ta đang khen quận vương gia kiên cường, không giống người thường đấy chứ. Đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ biết tìm vui trong sâu thôi, bằng không tới khi đối mặt với Thái Hậu Nương và bao ảnh nhìn chăm chăm ai còn cười nổi nữa. Quay đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, Chu thập cửu nở nụ cười nhạt, không khuyên nhủ ta tiếng nào sao. Nữ quyền khác gặp phải chuyện như vậy, không hốt hoảng thì cũng hỏi chàng định làm gì. Không khuyên nhủ ta tiếng nào sao, nữ, quyền khác gặp phải chuyện như vậy, vì bình tinh ca không khuya. Thì trôi, quan tâm số một của nữ giới luôn là gia đình, lâm gì tức giận với chàng về chuyện nhân gia chẳng phải đều xuất phát từ an nguy của người nhà sao? Lâm Di cười nói, ta nào phải kẻ không biết phân biệt đen trắng, khuyến quận vương gia dựa vào thục phi hay thái hậu đây? Hay gia nhập phe hãm hại hoàng hậu nương nương, chúng ta vốn chẳng làm gì cả, vội vàng xác định khác nào có tật giật mình đâu. Hơn nữa, bên phía ngũ vương gia PTH tật sự tốt như vậy ư. Tỏ thái độ lúc này chính là tỏ rõ lập trường, tạm thời không nói tới chuyện tân đế ngay cả việc ủng hộ lập chữ quân cũng hơi quá sớm rồi. Chỉ cần nghĩ đến cả nhà Ninh Bình Hầu thôi cũng đủ làm trâu làm ngựa cho đám người đó thật sự sẽ đổi được kết quả gì tốt sao? Giờ phút này Chu Thập Cửu bỗng phát hiện, những gì chẳng hiểu về thê tử còn quá ít. Lâm Di nhắm mắt, chuyện của Hoàng hậu Nương Nương đã có từ trước. Chúng ta muốn tránh cũng không được, dẫu sao đến sớm cũng tốt hơn là đến muộn, đỡ suốt ngày phải phập phồng lo sợ sự nghi ngờ của Thái hậu nương nương cũng có lời giải thích rồi. Ta chỉ lo cho phụ thân thôi. Phụ thân công tác ở khoa đảo, rất dễ nảy sinh xích mích với người khác. Cha nàng không có khả năng nhìn thấu mọi chuyện và giỏi dàn xếp tình thế như Chu Thập Cửu. U Chu Thập Cửu nói, ta sẽ chú ý chỗ nhạc phụ nhiều hơn, hễ có động tĩnh gì thì sẽ báo cho ông biết trước. Lâm Di gật đầu, ngày mai ta muốn về thăm tổ mẫu và mẫu thân, hỏi lại xem chuyện kết thân với trịnh gia thế nào rồi. Chưa gì đã bắt đầu lo liệu chuyện trong nhà rồi. Chu thập cửu mỉm cười, đi đi, ngày mai ta sẽ cho người đưa thịt hưu sang. Về sau có thời gian ta lại đi săn với ca ca nàng. Tuy ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng dù gì vẫn mang tâm sự nên cả hai trằn chọc mãi không ngủ được. Lúc bà tử đến đánh thức, Lâm Di mở đôi mắt cay xẻ ra, cứ như một đêm không hề chợp mắt vậy. Chu thập cửu sai nha hoàn chuẩn bị nước lạnh, rửa mặt xong mới tươi tinh mặc quân phục đến chiều. Lâm Di nằm thêm một lát nữa, tới khi trời sáng hẳn thì rửa mặt chải đầu, dặn dò việc bếp núc, sau đó quay về phủ Quảng Bình Hầu. Mấy ngày nay tiểu tiêu thị trấn trở vì chuyện kết thông gia với trịnh gia, đến mức trên môi nỗi mụn rộp luôn rồi. Bà thấy Lâm Di về thì cười bảo, muốn gọi con về, nhưng sợ con về nhiều quá tại bị người ta nói ra nói vào lâm di cười xòa ai bảo con lấy chồng gần chứ nếu lấy xa thì có muốn về cũng không được mấy ngày nay trong phủ không có việc gì nên con tranh thủ về thăm nhà nhiều hơn qua đợt này đến mùa thu là không có thời gian nữa đâu lúc các điền trang bắt đầu thu hoạch mới thật sự bận rộn tiểu tiêu thị nghe thế thì gật đầu không hề nghi ngờ lâm di hỏi tới trần doãn viễn mấy ngày nay cha khỏe không ạ à? tiểu tiêu thị cười chỉ bận rộn chuyện ở nha môn thôi, chứ sức khỏe vẫn ổn lắm. Tiểu tiêu thị luôn không hỏi tới chính sự, bây giờ tổ mẫu đổ bệnh, cha có muốn tâm sự cũng chẳng có ai để nói. Mẹ, lầm gì lại hỏi tiểu tiêu thị, rốt cuộc thì có chuyện gì không thể nói với con vậy, con cũng có thể góp ý cho mẫu thân mà, có phải là về hôn nhân của ca ca không? Tiểu tiêu thị ấp úng, lần trước mẹ đến trịnh gia thăm trịnh lão phu nhân, Huệ Hòa quận chúa có chắc đến trịnh thất tiểu thư, mẹ đã thuận miệng khen con bé hết lời ở trước mặt nhị thẩm con và rất nhiều nữ quyền khác. Lúc ra về, Huệ Hòa quận chúa bỗng nhiên tặng mẹ một bộ trang sức, giờ nhớ lại không biết có phải lần đó mẹ đã khiến tất cả hiểu lầm không, làm sao ăn nói với người ta đây. Thì ra tiểu tiêu thị đang lo chuyện này. Tán dương trịnh thất tiểu thư ở trước bàn dân thiên hạ, lại được Huệ Hòa quận chúa tặng quà quý giá ở trong mắt người khác, hai nhà quả giống có ý kết thân thật. Chẳng trách Huệ Hòa quận chúa lại tặng quà cho nàng. Trịnh thất tiểu thư hay lui tới, với mẹ trịnh thất tiểu thư như con cái trong nhà rồi. Hơn nữa đấy cũng không phải lần đầu mẹ khen con bé, cho nên trong bữa tiệc đó. Mẹ nhất thời hưng phấn, nên mới. Mọi người đều đồn mối mà Huệ Hòa quận chúa muốn nhắm cho con gái bất thành là bởi tính nết trịnh thất tiểu thư không được đầm thắm lắm mẹ sốt ruột thay trịnh thất tiểu thư nên mới nói giúp con bé vài câu nào ngờ lại khéo quá hóa vụng lâm di lại cảm thấy trong bữa tiệc hôm đó có kẻ muốn châm thêm dầu vào lửa cố ý buộc hai nhà trịnh trần vào với nhau huệ hòa quận chúa vừa vụt mất một mối tốt bên cạnh tại có người bỏ nhỏ thể là cập tức chú ý tới người trấn gia vậy thì nếu như trần gia từ chối mối này đó chẳng khác gì cái tát vào mặt huệ hòa quận chúa tiểu tiêu thị nói tiếp lão thái thái đổ bệnh nên mẹ không dám kể lại mẹ cũng có hỏi cha con rồi cha con nói vẫn muốn đợi mấy năm nữa mới tính chuyện cưới hỏi cho ca ca con hẳn bà cũng chỉ hỏi ý cha chung chung thôi chứ không kể rõ đầu đuôi sự việc tiểu tiêu thị nghiêng đầu nhìn lâm di đang đi song song trên hành lang với mình con nói xem nên làm gì bây giờ lâm di nói con thấy mẹ nên từ chối mối này đi tiểu tiêu thị ngạc nhiên mở to mắt cứ tưởng người bằng lòng nhất trong chuyện này là Lâm Di, nào ngờ Lâm Di lại bảo bà thôi, sao con lại nói vậy? Lâm Di giải thích, dù có muốn làm thân thì cũng không thể là bây giờ, phụ thân nói có lý, vẫn nên chờ ca ca lớn hơn hắn tính. Hai người vừa nói vừa đi vào niệm từ đường. Lão thay thay nhánh cả để bạch ma ma đỡ ngồi xuống ghế mềm, Lâm Di đi vào hành lễ, sau đó thân thiết ngồi bên cạnh bà. Lão thay thay nhánh cả cố ý sụ mặt, sao lại về rồi, quận vương gia không thèm quản cháu nữa hả? Lâm Di tựa vào người lão thái thái, nhưng vẫn rẻ dặt không dám dồn quá nhiều sức, tổ mẫu nhỏ nhen quá, cháu không những không ăn chụp mà còn đem đồ ăn về đấy. Lão thái thái nhánh cả nghe thể thì bật cười, không ngờ lại bị sặc dẫn tới họ khan. Lâm Di vội vỗ lưng bà, lỗi do cháu hết, cháu không nên chọc cười tổ mẫu. Lão thái thái nhánh cả rừng một hồi, sau đó cầm khăn lau nước mắt nếu đến cười cũng không cười nổi thì sống làm gì nữa chết đi cho rồi nói đến chuyện sống chết lâm di gượng cười tiểu tiêu thị không giỏi nói chuyện tuy không vui ra mặt xong vẫn phải khuyên nhủ bà lão thái thái nói gì thế người đang hưởng phúc mà lão thái thái sảng khoái đáp được nghe mấy đứa hết sống thêm mấy năm nữa vui vẻ với mấy đứa nhìn ánh mắt ân cần của tổ mẫu lâm di suýt không kìm được nước mắt quay đi pha trà cho bà. Lão Thái Thái nhánh cả nhìn tiểu Tiêu thị, có chuyện gì mà không nói với ta? Trên mặt tiểu Tiêu thị rõ ràng có tâm sự, nhìn một cái cả thấy ngay. Lâm Di tự tay hầu hạ bà uống trà, trả lời thay tiểu Tiêu thị, mẫu thân đang buồn vì không biết từ chối Trịnh gia thế nào. Lão Thái Thái nghĩ tới chuyện này thì thở dài, đúng là khó xử thật. Bà nhìn Lâm Di, cháu nghĩ sao? Khóe miệng Lâm Di cong lên, nàng không trần trừ nói ngay, có lẽ tổ mẫu nên viết một bức thư gửi trịnh lão phu nhân, nói nhà mình thích trịnh thất tiểu thư, nhưng ca ca còn nhỏ tại chưa có dự định gì, nên trong nhà không muốn bàn chuyện cưới hỏi sớm quá. Tiểu tiêu thị trần trừ, như vậy có thẳng thừng quá không? Lâm gì cắt đầu, phải thắng mới được, còn phải nói ngay lập tức. Không thể dây dưa nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 213, biến sắc. Mặt lão thái thái chi trường thoảng ánh lên, như nghe ra được điều gì đó, sắc mặt bà trở nên nghiêm túc, bà dặn dò bạch mã mạ, đi chuẩn bị giấy bút ngay, ta sẽ viết thư giới là ghi kế giữa hai nhà chúng ta không thể lằng nhằng như vậy được, cũng phải tìm nấc thang đi xuống. Tổ mẫu không hỏi thêm gì nữa mà lập tức viết thư ngay, hẳn phải rất tin tưởng nàng bà mới có thể như vậy. Lâm gì đỡ lão thái thái chi trường đi tới trước bàn viết thư. Tiểu tiêu thị vẫn xoan suýt về tình cảm giữa hai nhà, nhỏ giọng nói, vậy sau này gặp mặt nhau thì biết làm thế nào à? Lão thái thái ngẩng đầu nhìn tiểu tiêu thị, ta còn không sợ gặp trịnh lão phu nhân thì con sợ cái gì? Quan hệ giữa Lâm Di và trịnh thất tiểu thư không gần gũi hơn quan hệ giữa con và huệ hòa quận chúa ư. Tiểu tiêu thị bị dày la thì ủ rũ. Lâm Di an ủi, chỉ nói nhà ta không muốn bàn chuyện cưới hỏi sớm thôi chứ có nói hai nhà sẽ không làm thông ra đầu. Mẹ đừng lo quá, lần sau gặp Huệ Hòa quận chúa thì vẫn như bình thường thôi. Nghe thể tiểu tiêu thị mới yên tâm, lâm di chuyển đề tài, quận vương gia nói lát nữa sẽ cho người đưa thịt hưu tới, mẹ dặn nhà bếp chuẩn bị làm thịt hưu nhé. Tiểu tiêu thị bật cười, mẹ đi sắp xếp ngay đây, phải đưa một ít sang cho họ hàng nữa. Tiểu tiêu thị vào bếp sắp xếp tiệc tối, lâm di nhận lấy thỏi mực từ tay thính chúc Bạch Mama thấy tình hình có vẻ khác thường vội dẫn người hầu ra khỏi phòng trong phòng không còn ai lão thái thái chi trường ngẩng đầu lên hỏi lâm di rốt cuộc là sao đến ngay cả ta mà cháu cũng tính giấu sao làm gì có chuyện giấu được tổ mẫu lần này nàng về cũng vì muốn báo tin cho bà tránh để đến lúc đó tổ mẫu bị kinh động lại tái phát bệnh cũ là chuyện của hoàng hậu nương nương lâm di thấp giọng thưa tất cả đang đồn rằng sau khi lại giành được ân sùng hoàng hậu chuẩn bị chọn một trong số các hoàng tử làm con thừa tử, để sau này dễ tranh vị trí trự quân. Trong số tất cả các hoàng tử thì chỉ có mỗi nhị vương gia không còn mẹ ruột, lại lớn tuổi nhất. Trịnh các lão từng dạy dỗ nhị vương gia, thân phận vốn nhạy cảm, nhà chúng ta lại lập được công lớn qua chuyện nhà của hoàng hậu nương nương. Nếu trinh gia và nhà ta cùng bị cuốn vào thì e rằng sau này không ai dễ thoát thân cả. Tùy quận vương gia đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không dễ vượt qua đâu bây giờ tổ mẫu viết thư từ chối trịnh gia trịnh lão phu nhân ắt sẽ hiểu ý dù bây giờ không hiểu thì sau này vẫn sẽ rõ ràng dụng ý của trần gia khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán giờ mà còn do dự nữa thì chỉ hỏng việc lão thay thay nhánh cả ngỡ ngàng xong chỉ im lặng cúi đầu viết thư rồi đưa cho bạch ma ma đưa thư tới tay trịnh lão phu nhân cứ nói là ta bị bệnh phải nằm trên giường bằng không nhất định sẽ sang đó nói chuyện với bà ấy. Bạch ma ma cung kính đáp, nô tỳ đi ngay đây à? Lão thay thay nhánh cả dặn thêm, nếu bên đó có hỏi về quận Vương Phi thì bảo hôm nay quận Vương Phi về thăm nhà mẹ đẻ. Bóng gió nhắc tới phủ khang quận Vương, sâu chuỗi từng sự kiện đã xảy ra lại, ắt hẳn trịnh lão phu nhân sẽ tinh ý cảm giác được, nói không chừng còn có thể tìm cách tự về. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ có những lúc dù quan hệ giữa hai nhà cực kỳ tốt thì vẫn phải làm ra vẻ cho người ngoài xem. Lầm gì đỡ lão thái thái nhánh cả đến noãn các nghỉ ngơi, lão thái thái nằm xuống, Lâm gì lấy chăn mỏng đắp cho bà. Tổ mẫu đừng lo quá, bây giờ không giống lúc trước, hoàng hậu nương nương đã không còn chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ, cảnh nhân cung quạnh quẽ đã lâu. Nay hoàng thượng lại muốn hoàng hậu nương nương dọn về khôn ninh cung, làm giấy lên vô số lời đồn, mà không biết trong đó có biết bao nhiêu lời là cố ý đà kích hoàng hậu ắt hoàng thượng sẽ có cân nhắc hơn nữa hoàng hậu nương nương thông minh như vậy nếu lúc này đã chọn nối lại tình xưa với hoàng thượng thì hắn đã có chuẩn bị lão thay thay nhánh cả gật đầu bên ngoài có quận vương gia trong nhà có cháu tổ mẫu rất yên tâm bằng không lúc này bà sao có thể nằm đây nghỉ ngơi hai bà cháu đang nói chuyện thì tiểu tiêu thị đi vào quận vương gia đưa thịt hươu tới rồi. Bà vừa nói vừa cười, cả một con hươu to thật to, bây giờ đang rút máu ở sừng, lát nữa sẽ lây máu hươu. Lâm Di và Chu Thập Cửu nói máu hươu có thể chữa trị bệnh nhồi máu cơ tim của lão thai thai nhánh cả, máu ở sừng thì giữ lại để tổ mẫu dùng, phần còn lại để con làm rượu tiết hươu. Tiểu tiêu thị cười nói, thể thì không còn gì tốt hơn rồi. Tiểu tiêu thị vừa dứt lời, nha hoàn đã vén rèm lên để chu thập cửu đi vào chu thập cửu làm lễ với lão thái thai nhánh cả và tiểu tiêu thị lão thái thai nhánh cả thấy chu thập cửu mặc quân phục thì nói sao lại phiền quận vương ra thế vì bà già này mà làm to chuyện chu thập cửu mỉm cười mấy ngày nay trong nha môn cũng không có việc gì đợi bọn họ rút máu hưu xong thì ta sẽ về sau khi đã rút máu xong chu thập cửu cáo từ Lâm Di Tiến chu thập cửu đến của Thủy Hoa rồi theo tiểu tiêu thị xuống bếp bàn chuyện làm tiệc thịt hưu, sắp xếp xong xuôi hai mẹ con cùng đi ra ngoài. Lâm Di vừa bước một chân ra ngoài thì thấy một bà tử vội vã chạy tới, đến trước mặt nàng thì suýt nữa bị ngã, nhưng vẫn bất chấp, đứng thẳng lên ngay, Vận vương phi, phu nhân, xảy ra chuyện rồi, có quan binh vào phủ. Sao đột nhiên lại có quan binh tới? Mặt tiểu tiêu thị biến sắc bà vừa định vặn hỏi bà từ kia thì gã sai vặt của trần doãn viễn cũng chạy về thông báo tiểu tiêu thị vội gọi gã sai vặt tới gã sai vặt run giọng kể lão gia vào cung vẫn chưa ra nhưng có quan lão gia đòi vào phủ tục soát vừa nãy ở trên đường tiểu nhân thấy quận vương gia đang định gọi quận vương gia thì mấy quan lão gia kia tại bịt miệng tiểu nhân không cho tiểu nhân nói chuyện đợi quận vương gia đi rồi bọn họ mới Mới, côi tiểu nhân vào phủ, lâm gì nhíu mày muốn lục soát tìm thứ gì mà phải tránh mặt chu thập cư. Bây giờ trong phủ toàn là nữ quyến, hành động rất bất tiện, nếu bị tục soát thì chẳng phải là để mặc bọn họ làm bậy sao. mười 214, Trèo Tường Triều đình có muốn tới lục soát thì cũng phải cho họ một lời giải thích, không thể cứ thể xông thẳng vào nhà. Lâm gì nhìn tiểu tiêu thị, mẹ bảo gia nhân giữ vững tiền viện, chừng nào người dẫn binh lấy văn thư xét nhà ra thì mới cho họ vào. Tiểu tiêu thị hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi gọi bà tử quân sự tới đi sắp xếp theo lời lâm di. Thấy bà tử quản sự chạy biến ra ngoài như một cơn gió. Tiểu tiêu thị cùng Lâm Di đi tới phòng lão thái thái chi trường. Bạch ma ma đỡ lão thái thái chi trường ngồi xuống ghế, sắc mặt lão thái thái chi trường vẫn rất bình tĩnh, nhìn thấy tiểu tiêu ru thị bà bèn hỏi, thế nào? bọn họ muốn lục soát tìm cái gì quảng bình hầu mắc tội gì tiểu tiêu thị bối rối đáp vẫn chưa biết ạ à? lão thái thái chi trường nhìn sang lâm di lâm di gật đầu cho dù cha mắc tội những nghệ tước vị còn đó nhà chúng ta vẫn là huấn quý đối phương có muốn hãm hại bọn họ thì cũng phải diễn đầy đủ các màn dạo đầu viên quan nọ đành phải quay lại trả lời phải đối phương chỉ đối phó với câu hỏi của nàng chứ không báo họ tên rõ ràng là không hề muốn nói chuyện tình cảm kết giao. Lâm Di lại hỏi, phụ thân ta là trường viện lục khoa của Đô sát viện. Lâm Di chậm rãi hỏi Bạch Mama, "Mama, có cách nào đưa tin ra ngoài không?" Bạch Mama đáp, "Cửa chính hầu phủ đã bị khóa, bên ngoài có quan binh trấn giữ, cửa sau cũng vậy, muốn ra ngoài thì chỉ còn cách treo tường thôi, nhưng cũng chẳng biết có thoát được ra không nữa." Cứ cho ra nhận thử lão thái thái chi trường bình tĩnh ra lệnh, thử tường ở Tây Viện đi, tìm cách đưa tin cho quận vương ra biết. Nhưng cho dù bây giờ ra ngoài đưa tin được, đến khi Chu Thập Cửu chạy tới. Cửa chính đóng chặt, Chu Thập Cửu cũng không thể xông vào. Thật sự rất lạ, nếu triều đình có hạ lệnh lục soát thì chẳng ai khóa cửa nhà đối tượng trong lúc lục soát cá. Lão thái thái nhánh cả vỗ bàn, rõ ràng là ý chúng ta toàn là bà già phụ nữ trong nhà nên mới có kiểu ngang ngược thế này. Làm vậy bọn họ có muốn ngụy tạo chứng cứ hãm hại Quảng Bình Hầu cũng dễ như chờ bàn tay. Lâm Di Trấn An lão thái thay nhánh cả, tổ mẫu yên tâm, giờ cháu và mẹ sẽ đến của Thủy Hoa chờ xem văn thư. Kéo dài thời gian chưa chắc có ích nhưng cũng phải thử, nói không chừng gia nhân có thể thoát ra ngoài báo tin cho Chu Thập Cửu, để Chu Thập Cửu nghĩ cách đến giúp bọn họ tiểu tiêu thị không có ý tưởng nào khác đành nghe theo lâm di lão thay thay nhánh cả nắm chặt lan can đi đi nhớ xem cho kỹ đừng để bị bọn họ lừa gạt nếu bọn họ không chịu nói rõ ràng bảng sắt đề tước vị vẫn còn ở trong từ đường của chúng ta đấy chỉ sợ những kẻ này thuộc hạng khó chơi trời đất cũng không sợ thôi đến cửa thủy hoa rồi vẫn không thấy quan viên đưa văn thư đầu bàn tay cầm khăn của tiểu tiêu thị run run có khi nào chẳng buồn nói với chúng ta một tiếng đã vào tiền viện lục soát rồi không không đâu lâm di lắc đầu bọn họ sẽ không dám phủ quảng bình hầu được dựng lên ngay từ khi triều đại chu mới khai quốc ai dám tùy tiện xông vào mang đồ ra ngoài chứ bất luận là ai thì cũng phải trình văn thư mới được vào cho dù cha mắc tội những nghệ tước vị còn đó nhà chúng ta vẫn là huấn quý đối phương có muốn hãm hại bọn họ thì cũng phải diễn đầy đủ các màn dạo đầu. Lần trước Trần Doãn Viễn bị bắt lúc đang ở nhà môn, tiểu tiêu thị không trải qua chuyện quan binh ập vào đời soát nhà, giờ nghe thấy hai chữ cha xét liền mất phương hướng. Còn Lâm Di thì từng trải qua cảnh nhánh cả bị lục soát do viên gia liên lụy khi trước, chưa kể kỳ này nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên chỉ chớp mắt đã bình tĩnh lại. Xem lại chương. Hiện giờ điều nàng sợ chính là ngay cả chu thập cửu cũng chẳng nghe được chút tin tức nào, không hiểu được rốt cuộc cha nàng đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau có quan viên theo quản sự trong phủ đi vào. Nhìn thấy Lâm Di và Tiểu Tiêu thị, quan viên nọ chỉ hành lễ đơn giản rồi chìa văn thư trong tay ra. Tiểu Tiêu thị gặp phải biến cố bất ngờ vẫn luôn ngơ ngác như trong mộng, giờ nhìn thấy văn thư chính thức thì càng thêm hãi hùng, hoa mắt, không xem được trên văn thư viết gì chỉ có thể quay sang nhìn Lâm Di cầu cứu. Lâm Di ngước lên nhìn viên quan kia, viên quan nọ đứng yên, mắt chỉ chăm chăm nhìn văn thư trên tay tiểu tiêu thi. Đến khi thấy bà run rẩy gấp văn thư lại, viên quan nọ mới lên tiếng, hạ quan làm việc theo lệnh, xin khang quân vương phi và quảng bình hầu phu nhân thông cảm. Dứt lời gã chỉ vào văn thư, trên văn thư viết rất rõ ràng, chúng ta chỉ kiểm tra văn thư, sẽ không đông đến bất kỳ đồ đạc của cải nào còn về phạm vi lục soát ngoại trừ tiền viện thì phải lục soát cả thư phòng hậu viện phiền khang quận vương phi và quảng bình hầu phu nhân tránh mặt nơi khác họ quan sẽ đợi một lát rồi bắt tay vào làm việc dứt lời không chờ lâm di cùng tiểu tiêu thị lên tiếng gã đã xoay người định đi lâm di bình tĩnh hỏi đại nhân là người của đô sát viện ngự sử có trách nhiệm chỉnh đốn bách quan lên tiếng hộ các án oan giám sát các bộ làm việc còn phần lục soát điều tra là nhiệm vụ của đô sát viện. Đô sát viện là cơ quan đứng đầu khoa đảo. Viên quan nọ đành phải quay lại trả lời, phải, đối phương chỉ đối phó với câu hỏi của nàng chứ không báo họ tên, rõ ràng là không hề muốn nói chuyện tình cảm kết giao. Lâm Di lại hỏi, phụ thân ta là trường viện lục khoa của đô sát viện. Rốt cuộc ông ấy đã phạm tội gì mà đô sát viện phải ra mặt tra xét? Dường như viên quan nọ đã sớm biết bản thân sẽ bị hỏi về vấn đề này, cũng chỉ đáp cho có lệ, hạ quan chức thấp chỉ biết làm theo lệnh, không dám hỏi nguyên do. Trong lúc quan binh tra xét, tất cả người của phủ Quảng Bình Hấu không được phép ra khỏi phủ, phiên Quảng Bình Hầu phu nhân quản người nhà. Dứt lời gã khom lưng cúi chào rồi đi làm việc. Quả nhiên giống như Lâm Di nghĩ, có hỏi dò thế nào cũng không moi được tin tức gì. Đối phương tin chắc sẽ lục soát được đồ mình muốn tìm bằng không đã chẳng có vẻ mặt chắc chắn như vậy. Trong tình thế này, nếu có chu thập cửu ở đây, chí ít quan viên đô sát viện sẽ không táo bạo thế này, khó trách vì sao họ lại muốn chờ chu thập cửu đi khỏi mới vào phù. Tiểu tiêu thị thấy viên quan nọ bỏ đi, nước mắt lập tức trào ra, túm chặt tay lâm di, không biết nên làm gì mới phải. Lâm di sai bảo bạch thược, lấy mũ cói tới đây, ta muốn đến cổng chính tiền viện. Tiểu tiêu thị nghe xong, tim liền đập thình thịch, như vậy sao được? Đằng trước toàn là quan binh lăm lăm bội đao, sao con có thể ra đó chứ? Cho dù không thể đến tiền viện nhìn chằm chằm bọn họ thì ít nhất cũng phải đến cửa ra vào cẩn thận lưu ý, để có gì về sau cũng dễ thuật lại rõ ràng cho chu thập cửu biết hơn, mẹ yên tâm đi, không có việc gì đâu. Bạch thược mang mũ coi tới cho lâm di đội lên, hai chủ tớ còn chưa đi thì đã có quan binh xông vào bao vây thư phòng của tiểu tiêu thị nhìn quan binh đứng xếp lớp tiểu tiêu thị rốt cuộc không trông đỡ nổi nữa lảo đảo suýt ngã lâm di vội đỡ bà đi sang một bên đứng vừa định nói mấy câu động viên thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát kẻ nào ở đó lâm di giật mình chẳng lẽ gia nhân treo tường ra ngoài báo tin bị phát hiện rồi theo sau đó là một tiếng hết thảm nghe âm điệu thì có vẻ là xuất phát từ gã quan binh vừa hô quát mơi nãy lâm di và tiểu tiêu thị nhìn nhau quan binh trong viện nhất thời biến sắc mặt gã quan dẫn đầu liếc nhìn tiểu tiêu thị thật nhanh bây giờ cũng chỉ có gia nhân phủ quảng bình hầu mới xung đột với quan binh cái nhìn của gã dẫn đầu đầy vẻ cảnh cáo không buồn giữ thể diện cho phủ quảng bình hầu nữa gã dẫn người đi ra ngoài lầm gì đỡ tiểu tiêu thị ngồi trên một mỏm đá xong cũng đi theo xem xét tình hình nhưng nàng chỉ mới đi được mấy bước ở cửa phụ bỗng có bóng người xông vào gã quan dẫn đầu giật nảy mình, vô thức rút đao ra ngăn, song sau một cái chớp mắt đao của gã đã bị đánh rơi trên đất. Quan binh của đô sát viện sững sờ chết trận, tiểu tiêu thị cũng đờ người nói không lên lời, thoáng chốc bầu không khí xung quanh lặng mắt như tờ. Gã quan dẫn đầu bị buộc phải liên tục lùi lại, sau khi gã ngã lộn nhào xuống khỏi bậc thềm, mọi người mới nhìn thấy diện mạo của người sau lưng gã. Quan phục xám xanh thiêu hoa văn mãng xà, tóc đen nhánh được giữ bằng kim quan, ánh mắt sáng ngời, khỏe miệng tuy vẫn treo nụ cười mỉm muôn thừa nhưng lại nghiêm nghị hơn thường ngày. Lâm Di hoàn hồn trước tiên, lập tức gọi quận vương ra. Chu thập cửu rào bước đi vào, dùng một tay vặn bà vai tên lính đứng gần nhất, đảo mắt nhìn quanh khoảng sân chứa đầy quan binh với vẻ mặt không rõ buồn vui, rồi đột nhiên trao mày, các ngươi đang làm gì vậy? Dứt lời chàng ném tên lính sang một bên, khiến tên lính loạn choạng hồi câu mới đứng vững được. Chu thập cửu nhìn thẳng vào mắt viên quan tới đưa văn thư cho tiểu tiêu thị ban nãy, sao chu chỉ huy của binh mã ti ngũ thành tại ở phù quang binh hầu. Họ chu của tôn thất hoàng tộc và họ chu của chu định xuyên khác nhau, họ chu của chu thập cử có nghĩa là bao quát rộng lớn, còn họ chu, phần trăm, của chu định xuyên có nghĩa là màu đỏ tươi. Sắc mặt của chu định xuyên cực kỳ khó coi, gã tiến lên hành lễ với chu thập cửu Hạ quan phụng lệnh tra xét văn thư trong phủ Quảng Bình hầu. Chu thập Cửu tỏ ra vô cùng kinh ngạc, tại quay đầu nhìn quan binh Chu Định Xuyên dẫn đến, nói vậy, binh lính đứng canh cổng chính phủ Quảng Bình hầu là người của Chu đại nhân. Đối phương có thể vào được tới đây, tất nhiên là đã hay tin rồi, Chu Định Xuyên nói, phải, trong cúc độ sát viện tra xét, người bên trong đều không được phép ra ngoài, vì vậy họ quan đã sai người canh chừng cổng chính độ cong nơi khóe miệng chu thập cửu khiến người nhìn phải dùng mình, đồ sát viện cha xét mà phải đóng chặt cửa lớn. Ta vốn cho rằng trong phủ Quảng Bình Hầu có gì khác thường, cho nên mới treo tường để vào. Nếu theo lời của chu đại nhân, vậy ta bất cần xông vào, giờ cũng không thể ra ngoài giống họ rồi. Chàng chậm rãi sương mắt nhìn chu định xuyên, đúng không chu đại nhân? Lâm gì thật sự không ngờ chu thập cửu có thể vào phủ bằng cách này dựa theo quy tắc làm việc của đô sát viện, chỉ cần chưa tra xét xong thì sẽ không thả bất kỳ ai ra ngoài. Chu Định Xuyên sẽ không dám mạo hiểm mời Chu Thập Cửu ra ngoài vào lúc này. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, Chu Thập Cửu cũng từ tốn nhìn lại nàng. Đứng giữa ánh mắt trao nhau của phu thê Khang Quận Vương, sắc mặt Chu Định Xuyên cứng đờ. Gã dùng trăm phương nghìn kế để tránh né Khang Quận Vương, Ai ngờ còn chưa tra xét ra được gì đã nhốt luôn khang quận vương trong phủ quảng bình hầu lầm gì đưa văn thư của đô sát viện cho chu thập cửu chu thập cửu vừa mở văn thư vừa hỏi chu định xuyên chu đại nhân không ngại để ta xem qua chứ chu thập cửu đọc nhanh như gió không đợi chu định xuyên đáp lời đã gập văn thư lại chu đại nhân quảng bình hầu là trường viện lục khoa của đô sát viện nếu làm theo quy định cho dù phải tra xét thì cũng phải do đại lý tự chịu trách nhiệm, tại sao chỉ thấy người của binh mã Ti Ngũ Thành ở đây? Đại lý tự, cơ quan phụ trách hình án, xét xong án sẽ chuyển sang hình bộ để tâu lên chờ vua quyết định. Chu Định Xuyên thoảng tiếc nhìn dây tưng tượng trưng cho địa vị tổn thất của Chu thập cửu, rồi cụp mắt đáp, "Sự vụ khẩn cấp." Phía trên nóng lòng chờ đáp án nên hạ quan không còn cách nào khác. Đại lý tự sẽ có mặt khi kiểm tra văn thư tìm được bầu không khí như đông lại. Chu thập cửu nhíu mày, cân nhắc hồi câu mới gật đầu, vậy ta cũng không cản chờ chu đại nhân nữa. Vừa nói chàng vừa chia tay ra, trước khi lục soát chu đại nhân đừng quên phải kiểm tra quan binh mình dẫn đến, giờ người đại lý tự không có đây, để ta làm chứng cho đại nhân được không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, trường 215, con cháu quý tộc, làm chứng trong lời chu thập cửu chính là muốn tầm mắt quan sát quá trình binh lính kiểm tra thư phòng của quảng bình hầu chu định xuyên còn chưa lên tiếng chu thập cửu đã nói nếu lục soát châu báo tài của thì thôi không nói nhưng đây là lục soát tìm kiếm văn thư nhỡ có mất mát gì cả chu đại nhân với ta đều khó tránh khỏi trách nhiệm từng câu từng chữ đều rất có lý không ai phản bác được chu thập cửu ngoắc tay ra hiệu với chu định xuyên chu đại nhân xin mời Chu Định Xuyên do dự, chán nhễ nhại mồ hôi, chuyện này hơi trái với quy định. Chu Thập Cửu mỉm cười, nhưng nụ cười này trong mắt người khác lại như băng xương. Chu đại nhân nói đúng, chỗ không theo quy định trong lần tra xét này đúng là quá nhiều. Vừa nói chàng vừa ngẩng đầu nhìn trời, giờ dậu, 5 đến 7 giờ tối, ta phải tới trước cửa cung sắp xếp đối người giữ chìa khóa, xin chú đại nhân mau lên. Hộ quân doanh phụ trách canh phòng của cung, nếu bê trễ thì không biết sẽ là tội của ai. Chu Định Xuyên không nhịn được nữa, đành cắn răng xoay người sai bảo binh lính, xếp hàng, tự khám nhau xem trên người có đem theo gì không. Chu Thập cửu cười, đi theo Chu Định Xuyên nửa bước không rời. Chu Định Xuyên lấy khăn tay ra lau chán. Sau khi nhìn thấy Chu Thập Cửu và Chu Định Xuyên cùng vào thư phòng, Lâm Di và Tiểu Tiêu Thị quay người đi tới niệm từ đường của Lão Thái Thái nhánh cả. Lão thay thay nhánh cả đã được nghe kể lại mọi chuyện, vừa thấy lâm di bèn hỏi ngay, gia nhân báo tin vẫn chưa trốn được ra ngoài mà, sao quận vương gia lại biết mà chạy đến? Lâm di đáp, quận vương gia nói vô tình thấy của phủ quảng bình hậu đóng chặt nên mới treo tường vào. Thật ra thì chắc chắn là có phát hiện gì đấy, nếu không đã chẳng chạy tới đúng lúc như vậy. Treo tường vào, ai mà ngờ được chứ, lão thay thay nhánh cả không giấu nổi sự ngạc nhiên phải dùng tới cách đó, thật cực cho quận vương gia. Nghĩ tới đây, ánh mắt bà càng nặng nề hơn, chứng tỏ tình thể đang rất khẩn cấp. Tiểu tiêu thị lo lắng hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao ư, chỉ có thể chờ nghe tin mà thôi. Lâm Di gọi bà tử quân sự đến, bà tới tiền viện bảo quản sự dặn dò gia nhân, cử để binh lính làm theo ý họ. Bây giờ đã có chu thập cửu ra mặt, không thể để người ta bới móc chỗ nào khác nữa bà từ quản sự nhận lệnh lui ra ngoài bấy giờ lão thái thái nhánh cả mới sực nhớ hỏi bạch ma ma đã gửi thư cho trịnh gia chưa bạch ma ma đáp người đưa thư đi vẫn chưa về chắc là bị nhốt ngoài cửa rồi bằng mọi giá phải đưa tin ra trước mới cho họ vào phủ lục soát về sau có muốn cãi lại cũng có lý để cãi may mà hôm nay lâm di về đây nếu không dùng beng lên thì chưa biết chừng cả trịnh gia cũng bị kéo vào lão thay thay nhánh cả thở phào, bây giờ chúng ta cứ ngồi yên đợi tin của quận vương ra. Gia. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng tiểu tiêu thị ra sân nhìn mấy lần, rốt cuộc cũng nghe bà tử nói, bọn họ ra ngoài bằng của phụ, quận vương ra cũng theo ra tiền viện rồi. Khoảng nửa canh giờ sau, binh lính đem đổ vào sân. Chu thập cửu nhìn thấy con dấu ấn vào giấy niêm phong đưa tới đại lý tự xong, lúc này mới khách khi đưa tiễn Chu định xuyên ra về e rằng lần này đã liên lụy tới quận vương gia rồi lão thái thái nhánh cả nghe thể thì thở dài có kẻ muốn hãm hại cha xong lại bị chu thập cửu ngáng đường đô sát viên đóng chặt của phủ tuy chu thập cửu không phá cửa để vào nhưng kết quả thì như nhau chẳng những tiến vào phủ mà còn vượt quyền vung tay vung chân với đô sát viên sau khi trở về kiểu gì chu định xuyên cũng sẽ viết sớ tổ chu thập cửu lâm di đi pha trà Đô sát viện cũng có chỗ khuất tất mà. Chu thập Cửu không hề xung đột trực diện với Đô sát viện, những yêu cầu Chu thập Cửu đưa ra đều cực kỳ hợp lý, chỉ cần Đô sát viện không lục soát được bằng chứng gì ở phủ Quảng Bình hầu, có tố cáo cũng chẳng làm được gì. Lâm Di vừa dứt lời, nha hoàn ở bên ngoài đã thưa, quận vương gia tới à Chu thập Cửu đi vào, ngồi xuống bên cạnh lão thái thái nhánh cả, Lâm Di đưa trà nóng tới. Chu thập cửu nhấp một hộp trà nhuận hỏng rồi nói, lão thái thái còn nhớ chân am chứ? Lão thái thái nhánh cả suy tư, là đạo sĩ ở Thượng Thanh Viện mà tiên đế rất tin tưởng. Bà vừa nói vừa nhìn tiểu tiêu thị và lâm di, hai người chưa chắc đã biết chân am, nhưng hắn biết vinh văn bá. Vinh văn là tên Thụy Hoàng Thượng Ban cho, một đạo sĩ còn con mà lại được mai táng bằng lễ dành cho bá tước. Chu thập cửu kể, lúc tiến hoàng còn tại vị mưa tuyết đều do chân am phụng chiếu cúng tế. Đường Kim Hoàng thượng ra đời cũng nhờ chân am có công cầu hoàng tử, lúc ấy các buổi lễ ở Khâm An điện đều do ông ấy chủ trì. Lâm Di nhìn vẻ mặt Chu Thập Cứu, chẳng lẽ lần này có liên quan tới vị đạo sĩ kia? Lão thay Thay nhánh cả thêm vào, nghe nói chân am có mấy tên đồ đệ, một trong số đó kế thừa y bát của chân am, thường xuyên ra vào hoàng cung. Tương đương với kế thừa nghề hay nối nghiệp Chu Thập Cửu nói tiếp, nhà mẹ của Hoàng hậu Nương Nương có người bà con xa tên Thường Quan Văn, nay nhậm chức chi phủ ở phủ Thiên Tân, vài ngày trước đó bị ngự sử ở đô sát viện vạch tội tham ô. Nói đến đây Chu Thập Cửu thoáng dừng lại, nhạc phụ nói đỡ cho Thường Quan Văn, ngự sử giám sát đô sát viện lại tố Thường Quang Văn có lời lẽ phản nghịch, nói Hoàng thượng mê tín đạo sĩ cầu mưa tuyết, không chịu chấn trình triều chính. Hoàng thượng xem tấu trương ở Nam Thư Phòng, Đúng lúc có sổ xếp của Thường Quang Văn gửi vào kinh, nội dung giống hệt những gì ngự sử đã tấu. Hoàng thượng đưa tấu chương cho nhạc phụ xem, hỏi ý kiến nhạc phụ xem Thường Quang Văn còn dùng được nữa không? Kết quả thế nào, tất có thể tưởng tượng được. Nếu Trần Doãn Viễn không phải dạng người cứng đầu thì đã chẳng ba lần bốn lượt vào tù ngồi. Lòng bàn tay lão thái thai nhánh cả ướt đẫm mồ hôi. Về tấu chương của Thường Quang Văn, nói nhẹ thì là khuyên can nặng thì là phê phán hoàng đế việc đạo sĩ phụng chiếu tể bãi bắt đầu từ thời tiên đế huống hồ hoàng thượng có thể trở thành chữ quân đều nhờ công đạo sĩ thái hậu nương nương càng tin tưởng đạo sĩ hơn mỗi lần khó chịu trong người là lại mời đạo sĩ cầu phúc vài ngày trước còn có lời đồn nói hoàng thượng muốn tu sửa mở rộng thêm cho thượng thanh viên vị thường quan văn này đúng là có lá gan lớn lúc này dâng tấu sớ lên kiểu gì cũng khiến người ta cho rằng mình ỷ có chỗ dựa là hoàng hậu nương nương. Lần này tấm lưới muốn quấn chặt hoàng hậu nương nương quả thực quá lớn. Lão thay thay nhánh cả hỏi, chuyện thường quan văn tham ô có bằng chứng không? Mày chu thập cửu giãn ra, có. Năm ngoái triều đình vận chuyển 200.000 thạch thóc cất vào kho ở Thiên Tân, đúng lúc năm ngoái Thiên Tân gặp tai ương, triều đình bèn mở kho cứu tế. Dựa theo tấu trương thường quan văn báo cáo lại thì đã dùng tầm 100.000 thạch, nhưng lúc triều đình tư sửa kho thóc thiên tân, mở kho mới biết trong kho không còn hạt thóc nào. Một thạch gạo nặng kg. Lâm Di ngạc nhiên, nói vậy tức là thường quan văn tham ô 100.000 thạch lương thực. Chu thập cửu gật đầu, có lẽ là thế, hoàng thượng sai người kiểm tra kỹ rồi, đúng là hao hụt mất 100.000 thạch lương thực. Tham ô là thật, vậy mà cha vẫn biện hộ cho thường quan văn tiểu tiêu thị bồn rùn chân tay bàn tay của lão thái thái nhánh cả cũng run lên tiểu tiêu thị run giọng nói nhưng dù lão gia nào có nhận hối lộ cũng chưa bao giờ có ai tới phủ đưa tiền bạc lần trước đúng là có một viên quan phúc kiến muốn mưu một chức ở lại kinh nhưng cũng bị lão gia từ chối tuy trước giờ tiền đồ luôn trong cảnh nguy hiểm nhưng ông vẫn là một vị quan liêm chính làm việc vì bách tính chuyện lần này không giống bình thường chu thập cửu nói vừa rồi kiểm tra văn thư ta có thấy thư thường quang văn viết cho nhạc phụ tiểu tiêu thị tái mặt quận vương gia ngài nói xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ chu thập cửu nói ta sẽ nghĩ cách sau khi biết triều đình đã điều tra được gì nét mặt bình thản của chu thập cửu khiến tiểu tiêu thị yên tâm phần nào chu thập cửu đứng dậy chuẩn bị đi Lâm Di gọi nha hoàn tới đưa chàng đến phòng cũ nàng, ở trước khi xuất giá để rửa mặt chải đầu lại. Lần này cha bị thường quan văn liên lụy, vốn chẳng dính dáng gì tới Chu Thập Cửu, nhưng Chu Thập Cửu vẫn thực hiện lời mình đã hứa. Tận lực giúp đỡ. Váy rào lĩnh màu hồng lâm di mặc lúc này làm nổi bật gò má trắng mịn và ánh mắt dịu dàng của nàng. Hai mắt Chu Thập Cửu sáng lên, máu hươu trong nhà còn không? Sao lúc này lại hỏi nàng truyền máu hươu? Chu Thập Cửu nói, Pha với rượu đem tới cho ta." Lâm Di cao giọng sai Quất Hồng đi lấy rượu, rồi tự tay sửa lại quan phục cho Chu Thập Cửu, "Quận vương gia không sợ thất lễ trước thánh nhân sao?" Chu Thập Cửu mỉm cười, "Vào Mùa Săn, con cháu tôn thất nào không say khướt chứ? Ngay cả trong hộ quân doanh, có ai không uống mấy ly rượu máu hưu đâu?" Mùa Săn năm ngoái, Bình Quận vương uống rượu vào dám đánh cờ thắng hoàng thượng, Hoàng thượng còn vì thế mà rất vui. Vào mùa săn hàng năm, Hoàng thượng luôn rất dễ dãi gần gũi với con cháu tôn thất, nên thời điểm này chẳng ai dám trêu chọc tôn thất cả. Uống rượu hưu đến trước mặt Hoàng thượng thưa chuyện, muốn khoe bản sắc của con cháu tôn thất ư. Chu thập cửu nói tiếp, hôm nay Hoàng thượng ban thưởng rượu máu hưu cho tôn thất, ta bận làm nhiệm vụ nên chưa uống. Thì ra là thể, chẳng những phải biểu hiện thân phận mà còn phải biểu lộ sự liều lĩnh của con cháu tôn thất nữa. Vì hoàng thượng ngự tử rượu nên mới uống, vì uống rượu nên mới làm ra chuyện như trèo tường, dám thị uy trước mặt quan viên của đô sát viện, đều do là tổn thất nên mới vậy, giải thích kiểu này thì việc bỗng nhiên làm trái quy định nghe hợp tình hợp lý hơn. Chu thập cửu vừa nói vừa nheo mắt, tỏ vẻ kiêu căng bất cần, trông ta có giống không? con tim vốn treo cao vì căng thẳng giờ lại vì chu thập cửu chiêu chọc mà thả lòng lâm di gật đầu con cháu quý tộc không sợ chết đói phần lớn những người trí thức lại thường chán đời hai mắt chu thập cửu lấp lánh lâm di ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng nhỏ giọng nói ý ta là quận vương gia có huyết thống cao quý lâm di như không yên tâm sửa lại vạt áo cho chu thập cửu lại bị chu thập cửu nắm lấy tay tay chu thập cửu vừa to vừa ấm áp, chàng đưa tay còn tại vòng qua vòng eo mảnh mai của nàng, ôm nàng vào lòng. Áp phát vào ngực chu thập cửu, lâm di nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của chàng. Bàn tay của chu thập cửu đi dọc từ thắt ưng lâm di lên trên, cuối cùng dùng trên vai nàng, vỗ nhẹ vài cái vừa như đang an ủi, vừa như vô thức tập tại động tác hàng đêm. Lâm di nhắm mắt lại, còng trở nên bình tặng hơn hẳn quận vương gia cho rằng phải bị cha ta liên tủy thì mới có cơ hội gặp hoàng thượng. Chu thập cửu cười nói, quan võ không thể tham gia triều chính, hoàng thượng không hỏi thì ta cũng chẳng thể chủ động đàm luận. Đúng là vẫn dễ dàng bị nàng nhìn thấu, yên tâm. Lâm Di gật đầu, ta tin tưởng nhân cách của cha, ông ấy không bao giờ làm mấy chuyện bán quan mưu tước kia đâu. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn